Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đây là Minh Họa Thực Hồn Trận. Phàm là người vào trận này, gân cốt thần hồn nhất định là bị Minh Họa thiêu thực, đều hóa thành mủ. Tiêu Viêm, bây giờ các ngươi giơ tay chịu trói, bổn tôn sẽ cầu xin tội cho các ngươi trước mặt của Đại Thiên Tôn. Xin tha mạng cho người. Móng tay có hơi bẩn. Vậy thì phải xem ngươi có cơ hội cầu xin trước hay không. Kim Cương Niu Ni Thể. Ơi sướng thật. Cái hang chuột của hồn điện này đào cũng đủ sâu thật. Bây giờ vẫn chưa lật xuống dưới đáy. Cẩn thận. Ơi, thứ giấu đầu nòi đuôi cút ra đây. Nhìn đi, sức mạnh đã bị Đại Thiên Tôn đích thân tăng cường, ngang bằng với sức mạnh của đấu thánh. Bọn côn trùng nhỏ bé tự ý xông vào thiên canh điện, bổn tôn sẽ ăn từng người một các người. Đậu xanh u cốt, sao ngươi lại thành bộ dạng quỷ như vậy? Thẩm mỹ của hồn điện đúng là buồn lôn thật. Thực lực này đấu thánh. May mà có tinh huyết yêu thánh của Đồ Nhi tốt hiếu kính với ta, để ta thuận lợi thăng cấp lên đấu thánh. Lần trước, phần chưa đánh xong ở Tinh Vẫn Các bây giờ sẽ tiếp tục. Hai vị đánh vui vẻ, tạm biệt. Ơi, trò chơi trốn tìm đã kết thúc rồi. Hồn điện Đại Thiên Tôn. Một đám phế vật, đến ngay cả một người cũng không ngăn lại được. Ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Cốt Hoàng Liệt Thiên. Đấu công kích linh hồn. Chiến đấu của đấu thánh nhị tinh chỉ là dư ba thì đã có uy lực như vậy rồi. Đại Thiên Tôn thần uy như ngục, hôm nay Tiêu Viêm và ngươi sẽ chết ở nhân điện. Cốt đao này của ta chính là xương lấy từ vạn người, dung nhập hồn của vạn người mà thành. Gió đao xâm nhập nhất định là sẽ chịu khổ của vạn hồn phệ. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Từ một con sâu con kiến nhỏ bé đến đấu thánh nhị tinh như bây giờ, Tiêu Viêm không sớm giải quyết người là sai sót của hồn điện. Hôm nay sai sót này sẽ do bổn tọa đến sửa lại. Diệt hồn trảm.